Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhưng mà lúc đó là trưởng khoa ung bướu bệnh viện nhân dân
xưa nhiều chuyện lắm, nhưng mà đây là các chất tiên chú thì bị thơ cao và ghê gốc không? Điều rất là xưa, ngày hôm khác rồi. Con thì có cái gì thì mấy ngàn năm xưa xưa tốn là mấy chuyện khác. Bây giờ mới tới phần là loài người nặng gánh ung thư, nặng gánh ung thư. Đây có cái hình này, cua này, cái 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 này, rồi, câu hỏi, một câu hỏi, cái sóng 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 này là cái gì, ai biết? Là gì? Đàn ông còn thế giới đa số là hút thuốc với lại là ngủ
dê nhiều hơn ra phụ nữ. Đúng rồi, công việc quan tâm, công việc quan tâm. Chị nói là công việc nó xấu không? Cũng đúng rồi. Còn nhiều thứ nữa. Cho nên không phải là đúng không đó. Nhiều nói hư thật xấu, phải không? Nhiều nói hư thật xấu, nhiều nói thật. Nhưng mà cái hình nên coi là rõ ràng trên thế giới này nha. Vì vậy là ông bị 218 người tính trên 100.000 dân hàng năm tây nữ này. Tính chung đó, nhưng mà lát thì Việt Nam mình cho thấy biến về số mới, biến về số bị chết. Biết rồi. Biết rồi các chị biết, đàn ông nè, phụ nữ nè, nam nè, phổi nhiều nhất, rồi tới cái này, nữ chú nhiều nhất, rồi mới cái này, cộng nam nữ là chúng ta đây, không có đi vào chi tiết, nhưng mà thấy, biết rồi con người bị gì. Rồi có câu hỏi, đi xuống phút cái này hỏi, còn lại, dần đây, đàn ông, ung thư thường gặp rất là ông là ung thư phổi. Ai biết vì sao mà? Và khi em thấy ai đó là tôi đã dành cho cái dưới này rồi. Đúng đó. Tính theo xuất độ của người độ xuất hiện đó
lên 100.000 người ha, bị một loại bệnh nào đây. Nhưng mà có biết nè, cái số ca bây giờ nghe báo chí là nói là dùng số lượng này 2018 chúng ta có 164.000 cái sao không phải để sao cũng một ca mới ví dụ vậy số lượng là chết ha, thì chắc là bố tinh tấn đã nói. Nhưng mà coi đây, ở lên đây nên chỉ lệ chung như vậy. Nam Việt Nam là gì? Việt Nam là gì? Thói hư tật xấu, giữ không phụ nữ mà. À, Nam, đó, chưa. Bây giờ, Nam, Nam Nam, thì mình biết rằng, thuốc lá, mình thuộc loại số 1 á, thuốc lá nhiều lắm. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, gần nhiều lắm. Nhiều lắm. Châu Âu, Âu Mỹ học, nhiều lắm. Nữ, đây coi chị đang ở đây ung thư phổi 35 người mới mắc 100 trên 100.000 thứ hàng thứ gì hôm nay nữ có 11 theo thì biết nữ thích thuốc lá rõ ràng nhưng mà thích thuốc lá thì đàn ông cái này 4 người đàn ông bị thì 1 người nữ bị nữ đâu có hút nhiều nữa hút kẻ hút thử bây giờ thấy rõ nhưng mà cái này chích lại là cái gan nên nó mở ra nó mở ra gan ở đàn ông bị ung thư nhiều nhất nó chưa thấy rõ mà nữ thì đã ít thì đã ít vì sao ai biết vì sao nam bị ung thư nhiều gan nhiều mà nữ bị ung thư gan trên 100.000 phụ nữ thì số đó là 85 đến 90
châu Âu. Đây là nó đặt nó kiểu như lúa nhiều mấy cháu thầy cô ra đây là nói chung dễ các vị tốt thì tốt thấy Phật khác thì ngó thầy Việt Nam cũng số bạn đây có bạn rồi nhưng mà trong số này có cái này gọi là xuất độ trên 139 phổi 35 và mới mắc trên 100.000 dạ dày 53 ruột 6 tới ruột 9 và xuống này 10 cái nhưng bên đây là sắp ra tương tự phần trăm rồi bên đây thì rú gì mà xuống ruột ngoài kia nghĩa là nhưng mà đây thì cũng chiếu bệnh này để nói hồi xưa 30 năm trước ung thư phổi cô ở trên yếu ở hàng đầu ung thư cô cũng là ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ Việt Nam trước mà giờ mỗi lúc sụt xuống lúc xuống hàng quá trời thôi ung thư phổi cô Thầy hỏi là chúng tôi nghe rồi quá khí
Nam mà việc rồi giờ đây mất gần như đây tôi đề ra cái qua Việt Nam cái biểu không mà cuốn sâu mấy nha cái phổ biến đó đi là tới báo chí tôn lương mất không đúng đâu. Và nghe nói thầy không chủ tịch hội của Việt Nam nha không đúng đâu sửa rồi tại vì sao đây qua 50 quốc gia có nguy cơ cao nhất theo tổ chức thế giới. Em còn hàng học dài nữa, hàng dọc dài nữa tới năm trước rồi, chúng ta chỉ chiếu được thôi. Xuất độ 340, xuất độ 344, nhiều quá không? Việt Nam này, 551. 50 nước chịu thương nhiều nước, không có Việt Nam. Tôi nghe số liệu ra ngoài này thì biết là Việt Nam bị thu nhiều nhưng mà họ có những thứ nhiều nhất là nói thu nhiều những cái sợ là em biết là có cái số liệu những cái tin tức khác nữa như các cái là ung thư ở Việt Nam nó chỉ ra mặt độ trên thế giới ha. Các nước mà chết thì Việt Nam ở top 2, có ai nghe kiểu đó không? Chết top 2, ai nghe không? Ba lần không nghe hả? Cái là chết thì mình cũng gì không đúng. 45 nước ở cái nhóm 1, rồi Việt Nam ở nhóm 2 mà sắp vô này 78, có nghĩa là Việt Nam chết mà ở nhóm 2 nhiều hơn. Còn nước Mỹ, nước này kia lại là nước mỏ. Nước dưới chết dầu thương nhiên ở Phi Châu. Nên nước Phi Châu chết dầu thương. Thế là đâu? Phi Châu sinh ra chết. Hơi lớn lên nhiễm trùng chết. Không đủ ăn chết. Không kịp sống lâu nghĩa biểu thương. Sống lâu lắm, sống lâu là lâu quá thôi, thấy chưa? Cho nên cái này là nên ung thư Việt Nam nó thuộc về tử vong nó thuộc về tốt hay là nó chịu đúng, nhưng mà nó cái tốt nhưng mà mình nghe tốt là giờ dữ lắm, nằm trong nhóm hai đúng không? Đó là đúng mình Việt Nam ở trong tốt hay tử vong cái chuyện đó. Bây giờ cũng nhận ra số liệu để nói là vừa rồi là gánh nặng ung thư trên toàn bệnh nhìn nó biến hay vô cùng phân tích ra nhiều chuyện lắm. Nhắc lại đàn ông thế giới bị ung thư phổi nhiều nhất rõ ràng Việt Nam thì gan nhiều nhất nhưng mà kế đó là phổi thì gan cũng kinh khủng gan. Thầy được cái điều về qua Hàn Quốc ha, họ uống soju, họ mời ăn này kia ha, quá nó đã cười chỉ mà Việt Nam cũng còn hơn nữa cũng vậy thôi, phải không? Vì thế bệnh ung thư là gì? Cái cuốn cái này là cái mặt men đó cuốn này ha. Mình coi cái này nãy là cái sắc của ta dùng một xoắn DNA là DNA nếu ai biết thì hỏi rõ là cái dòng xoắn này có tên riêng tên gì xoắn đó hay là xoắn đôi đó có tên người được giải Nobel gì cái này biết không có một người nào biết cả à may quá. Thank you.
cũng này lấy bài một cái tựa một bài trong này bài lên chiến gì đấy bầu gốc giải Nobel 2011 từ đầu 2011 đến 2015 tặng cho hai nhà phát học nhiều nhà anh sao có thể lấy tế bào gốc, tế bào trưởng thành mà chuyển nó về tế bào gốc, thì nói rằng nó sâu xa chuyển về tế bào gốc, ha, có giải Nobel không? Cảm ơn giác tế bào thì quý lắm, để khi có tế bào gốc mà đúng thì dùng cho nó làm thành cái tế bào trưởng thành, hiểu được tế bào gốc mà đúng mức xài cái lúc nào đó thì nó biến nó thành tế bào phát triển. Thì dương được đại khái thế thì cái này có giải Nobel đó thì giết được giải Nobel đó nhưng mà giết được rồi thì tìm cái tựa là dắt gì được đem tế bào trưởng thành về mở ốm hơn về tế bào gốc không thì cuối cùng đường trong nó nhiều thứ đó trong nó nhiều có một cái hấp dẫn cái cuốn này nữa hấp dẫn cái cuốn này nữa. Ai có biết hiện giờ nữ giới mà tennis mới vừa đây nè số một ai biết không có một cái tennis nữ giới biết gì
tế bào đây, mấy nguyên nhân đây, tấn công vào nó đây, thì cái DNA như lại chuyển qua có các loại biến các loại gốc. Khói thuốc lá, đây ai hút thuốc lá, gen tạo
xâm nhập nó vô, nó trôi trong dòng máu,
nó được cái nó ra ngoài, nó ra ngoài cái đó đây ghê cho cổ di cảnh này, cổ di cảnh và bây giờ mình thậm chí và lại dân khác chuyện rõ ràng rất hay đấy, cái đó là thấy cái thấy gì sinh học đấy. Bây giờ chúng ta lâm sàng nha. Cái này ai biết đưa tay lên cái gì đây? Nhưng mà cái quan trọng nó là nó tới tư gan,
nay phổ biến. Đây, lên tới đây, có nhiều khi biết được cái di căn này trước coi là mà có cho này trong cuộc đây là tinh hoàn. Chúng ta biết biết ở đâu châu họ bị cái này gì được bị nhiều lắm. Đây ngã lên này, có thể tới phổi này, có thể tới gan này, và có thể tới hạt cái gan ở hạt sinh một cái. Đây có ai đi lâm sàng có thấy một người bị ung thư này lần nào chưa? Ai thấy chưa? Chưa em. Thầy kể này để mình hiểu được cái chuyện này. Chuyện này khoảng 40 năm trước. Lúc đó thầy là trưởng trực quân bệnh viện, bác sĩ trưởng trực. Bác sĩ trưởng trực thì có nhiều nội trú, có nhiều sinh viên không? Thì ở phòng trực trưởng trực nghe các bác sĩ gọi anh ơi, ông ơi, anh sao được hơi nông xuống là tại vì mình chẩn đoán một cái ruột dư viêm ruột dư ruột ngựa đau cái này cái gì có gì đó cái này mẫu ra nó không phải không có ruột thường thì tới coi là sao một cục đây mà một cục đây mà coi kỹ lên nữa sao ung thư rồi ung thư rồi nên các thầy hiểu đứa nào rồi giấy nó coi trong nghề thì không rồi giấy nó coi thì con người họ biết rồi có một mặt một họ bên nào bị viêm bên đây mà nó tưởng bên đây mà có lẽ thì là còn cái bên trái này còn bên trái đúng rồi nó còn ở đó nó tiếng tây mà cái này là cái họ không chịu xuống như kẹt lên trên cho nên có cái lý do là họ đó hay là mình nói như vậy là sao tinh hoàn ẩm ở trong nó có thể đeo bình thường cây đeo bình thường do thì nó học viên kiến mình hộ cái lấy lát cái này kỳ nhiều mình nhiều rồi thì nói như vậy cái chuyện đó nhưng mà chuyện khác hay quá Armstrong.
strong. I agree. I'm so sorry. Tế bào ung thư nó làm cho ra cái mạch máu riêng của nó và
Thế tại sao nó phục hồi được cái bệnh viện nhân gian? Mà giờ thì chị thấy thì nó không nên biết, đã biết rất nhiều. Thì thành ra chị thấy cũng chú quá một cuộc ăn uống dinh dưỡng thiếu béo phì một cuộc ba các loại thức đây vi khuẩn là khoảng 1/5 các cái để tránh thôi, biết nó giờ biết nó còn đắt đây, biết cái này gây ung thư thế nào, biết cái này gây ung thư thế nào, thế nào biết, biết thì sao để có cái gì che có thuốc lá là cái căn là cái vô virus vi khuẩn vì là lừa tóm lại không có gì quá, đây là tổ chức y tế thế giới tóm lại dùng họ biết bao nhiêu nguyên nhân, những nguyên nhân nên thì biết có thuốc lá biết này ha, nhưng béo thì nó là ăn không lành là thiếu dưỡng đâu, uống rượu nhiều là cắt cơ gây là hai con sinh ra gan không cắt cơ gây thì về này đủ rất nhiều tóm lại các cái trường hợp Thank you.
tiếng Anh là những cuốn sách. Sách vũ cũng kể mà hiểu nhẹ, hiểu một chữ cả năm. Rồi còn đây, đây cháu. Thì tất nhiên một ngày là của nó còn chứ. Phúc còn là chuyện đó thì có hại gì cũng được đâu. Thơm như đó, có nhiều chuyện sẽ nói đó. Có một chuyện mà có thể đến đây. Mới là, câu thơ này. Mạng ơi, phúc chú hại mình, phúc hại mình. Vợ con phúc ké, cả nhà phật luôn. Dễ hiểu đơn giản không? Thế hay đúng không? Đúng không? Một con đọc lại câu đó, cảm giác. Vợ con phúc ké, thì phải được chết chút. Quá mạnh theo. Rồi.
đây chuyển tới ăn không lành nha, ăn không lành, ăn không lành quá nên quá nhiều khô nhiều khô kia mà có trà có món khô đây ăn nhiều quá béo là
có cách sau này làm từ niệm, làm từ niệm và thường là không bị yêu thương. Đây là một câu hỏi. Có một ông được giải Oscar nói về chuyện không bị yêu thương trong niệm do ô sắc làm từ niệm. Ai biết? Dĩ nhiên mà có trọng một công nhân thì này là cái điều đó chính như
thường dính này kia, không phải trời kia, em dính tới con người. Cái chuyện nãy thì phải cái con hát từ đây, dưới cạnh từ đây, do con người. Cái khác nữa, những người đồng tính mà đang đó, thì họ quan hệ, cho nên những từ đó con hát từ ok ok tỷ lệ nguy cơ từ một con nhiều những người khác đó những cái con rồi gan hai con nhưng mà cái gì đâu à, à,
rất là món quà món quà cũng như thì có chuyện này hôm nay nghe hay nè ái mộ thì nhiều hơn là có nhưng vì sao thì mình nghĩ là con thân phụ cũng như hay quá nhưng con họ cũng nói phụ chuyện này cũng quý vị nhờ giờ phụ nữ thì
thứ hai ngữ là hết tế bào các nơi các phòng khám các phòng y thì phải khổ là tổn thương tìm đâu ra để giải quyết ngay đâu ra cho nên sự thương một giá rất nhiều còn nước đó là nghiên cứu cho xây dựng một phòng mổ một một khoa về ung thư của khoa có luôn xả hai khoa trong đó có điều trị các ung thư phổi cũng giờ sẽ có nói ấn tượng thì mình thấy cái hay cái này nó vị năng có cái lời có cái số đây một cái này chịu rất là sự học rất hay cái con HPV này nè HPV này nè thì nó có cái nãy con kia rồi giờ có em rồi ngắt cái này một miếng đem vô cái con đèn tế bào nấm men nhé vô trong tế bào nấm men tế bào nấm men bị tế bào bị vô rồi sao cái này giống như là công nhân gì đó cũng đồng ý cũng đầu cũng đủ sáng sáng ra cái gen này nó là gì nó có cái vỏ này không có cái đường phải có cái gen này không thì gì thì giống như huyết ra lấy nó tiết vô máu thì cơ thể uống rằng là virus có thể vaccine 25 năm không tìm ra được cái HPV hay là tìm ra thì cũng rất hay và nói ung thư gan thì mới được có HPV HPV nó có cái HPV mà lấy cái gen đó cho vào tế bào này nó cũng sản xuất ra dùng cái đó là vaccine cũng là thế giới đều rất hay rồi một thứ vaccine là phương pháp gọi là tái tổ đây là hai thứ vaccine kể nghe gì nhiều người này chỉ biết nó hay kinh khủng quá sự tiến bộ nó liền nhau những cái tiến bộ đang xảy ra để ngăn cách cái chen rồi hết phần vào em ung thư người ung thư người gặp được ung thư người ai cái phần gắn
thầy thuộc có sư tuổi có nhân đúc. Ừ, cái này nó dài lắm á, cũng cái này.